Về vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm liên quan nhiều cựu sĩ quan cảnh sát biển. Tòa án quân sự quân khu 7 dự kiến xét xử 14 bị cáo tại Tòa án quân sự thủ đô, thành phố Hà Nội, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7. Trong 14 bị cáo có 4 cựu sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, gồm Thiếu tướng Lê Văn Minh, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 4, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 3, Đại tá Phùng Danh Thoại, cựu trưởng phòng xăng dầu và thiếu tá Lưu Thế Đức, cựu phó đoàn trưởng trinh sát 2. Các bị cáo thuộc lực lượng bộ đội biên phòng gồm Đại tá Nguyễn Thế Anh, cựu chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, Đại tá Nguyễn Văn Trên, cựu chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh, Trung tá Nguyễn Thanh Lâm, cựu hải đội trưởng 2 thuộc bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng, Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, cựu đồng trưởng biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh, và Thượng úy Sơn Hoàng Ngự, cựu nhân viên đồn này. Các bị cáo còn lại gồm Thượng tá Lê Văn Phương, cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Trà Vinh và bốn người thuộc các đơn vị dân sự là Phan Thị Xuân, Nguyễn Văn An, Phạm Hồ Hải, Cao Phước Hoài. Trước đó, đầu tháng 10 năm 2021, Ban Bí thư xác định Thiếu tướng Lê Xuân Thanh với cương vị tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 đã vi phạm pháp luật trong việc ký các văn bản hồ sơ để thanh toán chi phí xử lý vụ việc thuê phương tiện, xăng dầu gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước và nhận hối lộ. Thiếu tướng Lê Văn Minh, với cương vị tư lệnh vùng cảnh sát biển 4, đã vi phạm pháp luật trong việc ký về duyệt các văn bản, hồ sơ xử lý các vụ việc, thuê phương tiện và đề nghị thanh toán, rút tiền từ ngân sách nhà nước và nhận hối lộ, đã bị khởi tố bắt tạm giam. Với sai phạm trên, cả hai cựu sĩ quan đều bị khai trừ ra khỏi đảng cựu chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang nguyễn thế anh bị xác định vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu tu dưỡng rèn luyện suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong công tác cán bộ trong quản lý sử dụng tài chính trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực buôn lậu và gian lận thương mại